À, tôi đang có mặt tại cái ngoại ô ngoài rìa của Bản Đôn, thuộc Bù Luông, huyện Bá Thước, Tây Bắc, tỉnh Thanh Hóa, giáp với Hòa Bình. Hiện nay là ngày 28 tháng 12 2016, đang vào mùa khô, mùa đông, nên rơm rạ đã phủ đầy trên những ruộng bậc thang phía sau lưng tôi. Và bà con đang chuẩn bị ruộng bậc thang để khoảng 1 tháng nữa sẽ xuống giống vụ đông xuân. Và đây là toàn cảnh của cái thôn Bản Đôn, Bù Luông, nơi mà đoàn chúng tôi đã homestay 1 đêm trên cái nhà sàn của người Thái. Và bây giờ đứng từ góc này sẽ thấy được toàn cảnh của cánh đồng bậc thang Bù Luông và dãy núi Bù Luông bao quanh cái thung lũng Bản Đôn này, và nó làm cho cái núi rừng phong cảnh trở nên hùng vĩ. Và sự hùng vĩ đó đã giúp cho khí hậu ở Bù Luông luôn mát mẻ quanh năm, và bà con ngoài việc trồng lúa bậc thang thì còn có làm dịch vụ về du lịch sinh thái homestay. Và nguyên cái vùng thung lũng này rất phù hợp cho những du khách thích trở về với thiên nhiên, buôn làng người dân tộc, có thể đi trekking quanh bản 5-10 cây số để khám phá những cái ngôi nhà sàn, những cái cuộc sống sinh hoạt đời thường, những cái hoạt động lao động sản xuất, chăn nuôi, nghề thủ công, nghề trồng lúa nước, ruộng bậc thang, vân vân. Những điều đó nó làm cho chúng ta cảm thấy yêu hơn vùng đất phía Tây của Thanh Hóa nói riêng, vùng Tây Bắc miền Việt Nam nói chung, một phần của Đông Dương, một phần của ASEAN. Rất tuyệt vời. Quý vị hãy đến Thanh Hóa, hãy đến với Bù Luông để trải nghiệm được một nơi còn rất hoang sơ, mộc mạc, và nhất là khám phá ruộng bậc thang nổi tiếng trên thế giới. Quý vị hãy theo tôi qua góc bên này để thấy rõ cái vùng thung lũng phía dưới. Đây quý vị, mùa này thì người ta chăn thả trâu đây, phía dưới đây, và ruộng bậc thang đang được tích nước để chuẩn bị vụ đông xuân. Và trên những ngọn đồi đỉnh á, quý vị sẽ thấy những cái lùm cây, ẩn trong đó là một mái nhà của một dòng họ, và mỗi đồi như vậy là một nhà một nhà. Và xa xa kia mình thấy được cái khói đung bay lên, tạo cho phong cảnh ở đây thêm trữ tình. Vâng, tôi đã có mặt tại Bù Luông, Tây Bắc, Thanh Hóa. Rất tuyệt vời quý vị. Hẹn gặp lại.